Viêm mũi họng cấp là bệnh lý khá thường gặp ở trẻ, nhất là vào thời điểm giao mùa. Vi khuẩn, virus, nấm là nguyên nhân chính gây ra bệnh lý này. Bên cạnh đó còn có các nguyên nhân khác, đó là thời tiết thay đổi đột ngột, mưa ẩm, nhiệt độ hạ thấp, khói thuốc, ô nhiễm môi trường, tiếp xúc với người mắc bệnh. Cái tình trạng viêm mũi họng cấp thì nó có thể có các biến chứng như sau. Thứ nhất là vì viêm mũi họng nó nằm ở trong cái vùng gọi là vùng tai mũi họng nói chung. Vì thế là nó có sự liên quan mật thiết đến cái tai của con người nói chung. Thì cái con đường mà dẫn từ mũi lên tai nó gọi là cái vòi Eustachy. Khi mà viêm mũi họng cấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ dẫn các cái mủ hay kể cả là dẫn các cái dịch mũi hay là dẫn cả vi khuẩn lên gây ra tình trạng viêm tai giữa. Đấy là một. Vấn đề thứ hai là đi xuống dưới một chút thì cái hệ thống mũi họng nó sẽ nối liền với cái hệ thống đường hô hấp dưới, bao gồm các cái đường dẫn khí quản, phế quản và phổi. Thì theo cái luồng đi của cái không khí thì cũng sẽ đưa theo các cái tình trạng nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm virus này xuống dưới phổi, phế quản, dẫn đến khi trẻ mắc viêm mũi họng cấp. Để phòng ngừa bệnh diễn tiến nặng thì việc chăm sóc trẻ bị viêm mũi họng cấp là rất quan trọng. Lúc này sức đề kháng của trẻ suy giảm, trẻ mệt mỏi dẫn đến ăn kém hoặc bỏ ăn. Vì thế nên cho trẻ thức ăn mềm, dễ tiêu hóa nhưng vẫn giàu dinh dưỡng như cháo, súp. Nên cho trẻ ăn theo nhu cầu, nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày, không nên ép trẻ ăn quá no, dễ gây nôn chớ và đầy bụng. Bên cạnh đó, cho trẻ uống thêm nước bù điện giải khi trẻ bị sốt. Đồng thời thì cần vệ sinh mũi họng cho trẻ để giảm mũi đờm. Cho trẻ nghỉ ngơi nhiều và luôn theo dõi nhiệt độ cơ thể của trẻ. Đối với cả các cái trẻ mà bị tình trạng viêm mũi họng cấp ấy, thì bố mẹ cần phải chú ý là khi mà con đã bị rồi thì con cần phải được thăm khám và điều trị kịp thời. Thăm khám đây là thăm khám gì? Thăm khám đây chúng ta cần thăm khám để xác định về nguyên nhân. Vì tỷ lệ viêm mũi họng do virus ở Việt Nam là rất lớn. Thế nhưng mà trong cái quá trình sử dụng, quá trình chúng tôi thăm khám ở bệnh viện cũng như ở các phòng khám thì người bệnh hay có xu hướng sử dụng kháng sinh rất nhiều, trong khi kháng sinh lại không hề có tác động với cả virus. Lúc này kháng sinh chúng ta nếu có sử dụng sẽ sử dụng với tác động như là sử dụng như một cái để chống bội nhiễm. Vì thế không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng kháng sinh như một phương án để điều trị cái viêm mũi họng cấp. Để phòng ngừa bệnh viêm mũi họng cấp cho trẻ thì nên giữ ẩm cơ thể trẻ khi thay đổi thời tiết, vệ sinh mũi họng sạch sẽ bằng cách vệ sinh răng miệng hàng ngày, vệ sinh môi trường sống của trẻ sạch sẽ, không để trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh, không nên tự ý điều trị bằng kháng sinh nếu không được sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.